Đó, mới về trộm được một em G-Pick Legion vậy nhá. Đó, xe Thái người ạ. Đó, xe đẹp không một vết chảy xước vậy nhá. Đó, không khác gì là một chiếc rắc từ ngoài hãng ra luôn. Đó, bản này bản liền tâm thắng điểm nhá. Đó, lốp trước không cần chê về điểm gì luôn. Đó, cực kỳ mới vậy nhá. Đó, bản này bản 150. Đó, cửa hàng mình vừa mới về lúc nãy luôn. Đó, mình lại lên chia sẻ vậy nhá. Đó, G-Pick này. Đó, sơn xi trên cái bô này thì không cần phải chê luôn. Đó, rất chờ mới mẻ luôn, máy móc thì rất chỉ là ok vậy nhá. Đó, yên này khá là ok. Đó, bình xăng thì bình xăng bầu rất là đẹp mọi người nhá. Legion này. Đó. Con này thì giá cực kỳ yêu thương luôn. Đó. Lốp trước thì khá là dày gai luôn nhá. Đó, cực kỳ dày gai luôn. Cái này thì đằng sau sẽ là liềng tăm thắng đùm. Đó, con đem ký về biển 67 An Giang rồi. Đó. Mọi người đam mê thì cứ cân nhắc với mình nhá. Đó, xe đẹp giá rẻ. Đó, Legion 150 rồi nhá. Đó. Trải nghiệm chỉ cần bằng A1 thôi mọi người đã trải nghiệm được em nó rồi nhá. Đó, cửa hàng mình thì cũng có Legion 250 luôn. Đó, đây mọi người nhá. Đó, mọi người nào mà cần mua bán trao đổi xe gì cứ comment mạnh tay với giúp mình nhá.